Theo một con số thống kê không chính thức, trên thế giới chỉ có khoảng trên dưới 20% số cầu thủ bóng đá thuận chân trái. Nhưng không vì vậy mà vị thế của những kèo trái chân cỏ tỏ ra lép vế so với những đồng nghiệp chiếm số đông thuận chân phải. Ngược lại, họ còn mang đến cho người hâm mộ những cảm xúc đặc biệt bởi thực tế chứng minh những cầu thủ thuận chân trái thường rất khéo léo, sáng tạo và sở hữu những kỹ năng chơi bóng dị thường. Điểm qua lịch sử bóng đá thế giới, người ta có thể dễ dàng kể tên những chân trái đã đi vào ngôi đền của những huyền thoại. Từ năm 1995 trở lại đây, cái chân trái được nhắc đến nhiều nhất chính là Ruan Gix, với những pha đi bóng ở tốc độ cao và liên tục đảo trụ, động tác giả để làm vặn sườn đối phương. Sau Ruan Gix, Arjen Robben là cái tên để lại nhiều ấn tượng. Ben hói nổi tiếng với độc chiêu, độc kiếm, xuất phát ở cánh phải, nhận bóng, đi cắt ngang vào vòng cấm rồi sút bằng chân trái. Chỉ duy nhất một kiểu thế nhưng hầu như không thủ môn nào cản phá được Ben hói ghi bàn. Sau Robben thì đến Messi, một cái chân trái có lẽ là hay nhất trong lịch sử bóng đá. Nói về Messi thì có mà nói cả ngày cũng không hết chuyện. Xen giữa thời của Robben và Messi thì còn có Robin van Persie, người mà khi đến Arsenal cũng chỉ biết đá chân trái. Cái tên mới nhất của thế hệ 9X được nhắc đến bởi cái chân trái rất ngoan là Marco Asensio. Huấn luyện viên Zidane đã nói thế này: ngoài Messi ra, thế giới bóng đá này không có ai có chân trái hay hơn Asensio. Hay như thế nào thì chúng ta cũng đã biết rồi. Ngoài ra còn có những bậc tiền bối như Di Stefano, Puskás, Diego Maradona cho tới Rivaldo, người đã giành quả bóng vàng thế giới năm 1999. Điểm chung của những danh thủ này là họ đều chơi thứ bóng đá vị nghệ thuật, cống hiến cho người xem những khoảnh khắc vượt xa lý thuyết thông thường của bóng đá. Nói theo ngôn ngữ khoa học, các cầu thủ kèo trái thường đảo ngược chức năng của bán cầu não nên khó lường hơn. Người thuận chân trái luôn sẵn sàng bộ não của họ trước những luồng thông tin, dữ liệu được nhận vào và từ đó xử lý chúng một cách nhanh nhất. Đó là lý do tại sao một số vận động viên thuận bên trái luôn thành công hơn. Các cầu thủ thuận chân trái luôn khó bị bắt bài, nhất là khả năng đi bóng của họ. Khi đa phần các cầu thủ đều thuận chân phải, họ đều trụ bằng chân trái và đa phần thường phải đối đầu với những đối thủ chân thuận như mình. Vì vậy, việc đưa chân ra để ngăn cản trở nên dễ hơn. Tuy nhiên, cầu thủ kèo trái lại ngược lại vì chân thuận là bên trái. Họ đều đi bóng đúng về hướng chân trụ của đối thủ là chân phải và chính điều này khiến họ trở nên rất khó để ngăn chặn. Đó cũng chính là lý do mà những cầu thủ thuận chân trái một khi đã phát triển được hết tiềm năng thì họ thường rất thành công về mặt chuyên môn và được ghi nhớ rất lâu. Quay lại với bóng đá Việt Nam, trong lịch sử rất hiếm cầu thủ thuận chân trái vươn tới đỉnh cao. Thành Lương là một trường hợp may mắn như vậy. Lương Dị được người hâm mộ nhớ đến không chỉ bởi 4 quả bóng vàng Việt Nam mà anh sở hữu trong sự nghiệp. Tiền vệ của Hà Nội FC khác biệt các đồng nghiệp ở những tình huống xử lý trái kèo lắt léo, dị hợm, đúng như biệt danh mà các fan bóng đá đặt cho anh. Sau Thành Lương, phải đến tận bây giờ bóng đá Việt Nam mới sản sinh ra được một kèo trái đặc biệt đến thế, không ai khác, chính là Quang Hải. Trong hành trình lịch sử của bóng đá Việt Nam 2 năm qua, thành công lớn nhất của huấn luyện viên Park Hang-seo là tạo ra được một đội bóng đoàn kết lấy sức mạnh tập thể làm tôn chỉ để vươn tới thành công. Cũng vì thế mà rất khó để tìm ra cá nhân vượt trội hoàn toàn ở những giải đấu mà đội tuyển Việt Nam tham dự trong 2 năm trở lại đây. Tùy từng giai đoạn, từng hoàn cảnh cụ thể mà nhân vật sắm vai người hùng sẽ xuất hiện, khi thì Bùi Tiến Dũng, lúc là Công Phượng, Văn Toàn, rồi tới lượt Đình Trọng, Văn Lâm hay Anh Đức. Tuy nhiên, giữa một rừng ngôi sao lấp lánh trên bầu trời bóng đá Việt Nam, Quang Hải với cái chân trái kỳ diệu của mình chính là người tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ nhất, ấn tượng nhất. Chân trái của Quang Hải hay ở chỗ nào? Đó là những pha dừng bóng ở tốc độ cao, vặn sườn đối phương ngay cả ở những tư thế khó. Hải có chiều cao 1m68 nên nhờ đó trọng tâm thấp, trụ của Hải chắc, bởi thế luôn đứng vững trước áp lực từ những cầu thủ cao to của đối phương. Tất nhiên, đó là những yếu tố rất cơ bản mà bất cứ cầu thủ nào cũng có thể làm được nếu ăn tập chuyên nghiệp. Cái hay thực sự của Quang Hải là anh có tư duy của một mẫu tiền vệ đậm chất sáng tạo. Và để hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo ấy, cái chân trái ngoan đến kỳ lạ. Chúng ta có thể thấy những đường chuyền chéo sân của Hải ngay khi phát hiện có khoảng trống của đồng đội, hay như pha dừng bóng đột ngột ở giữa sân rồi quay 180 độ chuyền bóng như đặt cho đồng đội. Cái chân trái của Quang Hải cũng đã tạo nên những khoảnh khắc không thể nào quên. Pha cửa lòng gỡ hòa hai đều ở trận gặp Qatar hay cú sút phạt tuyệt đẹp vào lưới Uzbekistan ở Thường Châu sẽ mãi mãi đi vào lịch sử, bởi đó là những khoảnh khắc đưa tên tuổi của bóng đá Việt Nam lên một tầm cao mới. Ở AFF Cup 2018, danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải là đủ để nói lên màn trình diễn tuyệt vời của Quang Hải.
Dù chỉ ghi 2 bàn trong suốt giải đấu, Sông Hải Con chính là nguồn cảm hứng trong lối chơi của tuyển Việt Nam với những pha xử lý ở đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Bàn thắng duy nhất của Anh Đức ở trận chung kết lượt về với Malaysia xứng đáng là một tuyệt phẩm, xứng đáng với mọi lời ca ngợi. Nhưng Anh Đức sẽ không thể có một cơ hội tuyệt vời đến thế nếu trước đó Quang Hải không có một pha xử lý mà ngay cả trên những sân cỏ nổi tiếng thế giới, người ta cũng không thường xuyên được chứng kiến. Pha xoay trụ và chuyền bóng như có mắt sau lưng của Quang Hải đã nói lên toàn bộ những phẩm chất của tiền vệ này: khéo léo, sáng tạo, khó lường và có cả những chất điên của một thiên tài. Một thiên tài thuận chân trái, sinh ra để tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt. Ở Việt Nam, rất nhiều người hâm mộ bóng đá dành tình cảm đặc biệt cho những cầu thủ thuận chân trái. Và giờ đây, bên cạnh những siêu sao thế giới như Messi, Gareth Bale hay Angel Di Maria, họ hoàn toàn có lý do để theo dõi và tự hào về một kèo trái sinh ra và tỏa sáng trên đất Việt. Cái kèo trái đã tạo nên những khoảnh khắc không thể nào quên của Nguyễn Quang Hải.